Bài khai thị của Pháp Sư Ngộ Hạnh trả lời câu hỏi ngày 10 tháng 4 năm 2020. Kính thưa quý vị Đại Đức Đồng Tu, xin chào mọi người. Hôm nay, Thầy có thể giao lưu với mọi người qua hình thức không chung. Nhân duyên như vậy cũng là vô cùng thù thắng, đáng quý. Đặc biệt trong lúc chúng ta gặp mùa bệnh dịch rất nghiêm trọng này, nếu như chúng ta có thể buông xả vạn duyên, một lòng ở nhà, giữ tâm thanh tịnh tu hành cho tốt, thì đây cũng là một cơ duyên tốt. Mượn cơ duyên này giúp chúng ta nhất tâm chuyên niệm tu học. Mặc dù chúng ta không thể cùng nhau cộng tu, đôi khi trong nguy cơ lại trở thành chuyển cơ, nghĩa là khiến tâm địa của chúng ta thanh tịnh hơn, chuyên nhất hơn. Ở đây có đồng tu đặt ra một số câu hỏi, hy vọng thông qua mạng lưới giao lưu này cùng nhau học tập, tham khảo lẫn nhau. Trước tiên có người hỏi, hiện nay mọi người đều chú ý đến việc thường xuyên rửa tay để sát trùng, dùng thuốc sát trùng để diệt khuẩn, ngay đến xúc miệng cũng với ý nghĩ tiêu diệt vi khuẩn. Trong lòng tự dưng nghĩ là những việc làm này có mâu thuẫn với giáo giới của Phật hay không? Vì Phật dạy chúng ta tôn trọng sinh mạng của hữu tình lẫn vô tình chúng sanh để bồi dưỡng tâm từ bi của mình. Thế nhưng những điều mình đang làm đều với mục đích giết vi khuẩn để bảo vệ an toàn sinh mạng cho mình. Nếu không diệt khuẩn, lỡ bị nhiễm bệnh rồi lây lan những người xung quanh, thậm chí họ bị chết, như vậy cũng là sát sanh. Sát trùng không đúng, không sát trùng cũng không được. Vậy phải làm sao? Đồng tu này bỗng dưng nghĩ đến Lão Hòa Thượng Hải Hiền hay niệm bài kệ trước khi canh tác. Cây cuốc xuống đất, côn trùng tránh thoát, lỡ bị tử thương, liền sanh Tây Phương. Vậy có phải chúng ta cũng học theo Ngài, thương lượng với vi khuẩn trước khi chúng ta xịt thuốc sát trùng? Làm như vậy ít ra cũng không kết oán với nó. Xin hỏi, đây có phải là một ý nghĩ ích kỷ, tự bào chữa việc sát hại của mình để tự bảo vệ an toàn sinh mạng hay không? Bởi vì chúng ta chưa đạt đến cảnh giới và khả năng siêu độ như Ngài Hải Hiền, nên thành tâm thỉnh mời quý đồng tu và Pháp Sư chỉ đạo lẫn khai thị. Câu hỏi mà vị đồng tu này đặt ra rất là hay. Chúng ta làm như vậy có phải là sát sanh không? Nếu căn cứ vào lời khai thị của Phật trong kinh điển thì hành động này không gọi là sát sanh. Vì sao vậy? Khi Phật còn tại thế, hàng đệ tử của Ngài, trong đó có tôn giả A Na Luật, khi uống nước dùng thiên nhãn nhìn thấy trong nước có rất nhiều chúng sanh, hiện nay chúng ta gọi là vi khuẩn, nên Ngài không dám uống. Sau đó Phật Đà liền dạy, khi uống nước không nên dùng thiên nhãn để quan sát, mà lấy nhục nhãn, vì nhục nhãn không nhìn rõ ra vi khuẩn, như vậy tránh được tội sát sanh. Thậm chí những lúc tăng chúng đi ra ngoài, mấy ngày sau trở về tắm rửa, nhìn thấy có nhiều con sâu trong phòng tắm nhưng không dám xử lý, nên liền thỉnh giáo với Phật. Phật Đà liền nói, xối sạch nước bẩn, rửa sạch phòng tắm. Tăng nhân nói, làm như vậy sẽ sát hại côn trùng. Phật Đà một lần nữa nhắc nhở tăng nhân rằng, không phải sát hại côn trùng, mà vì dọn sạch phòng tắm. Lúc đó tăng nhân liền lãnh ngộ ý của Phật Đà, nên lập tức đi rửa phòng tắm. Câu chuyện được ghi lại nói cho chúng ta một đạo lý, vì duy trì vệ sinh hoàn cảnh cần phải dọn dẹp xối rửa, như vậy mục đích không phải là muốn sát hại chúng sanh,
nên không gọi là sát sanh. Trở lại hành vi diệt khuẩn của chúng ta, có gọi là sát sanh hay không? Thông thường phải xem việc làm có nằm trong ba nguyên tắc sau đây không? Thứ nhất, biết đó là một sinh mạng. Thứ hai, có mưu đồ khởi ý niệm giết hại. Thứ ba, giết cho nó chết. Khi hiểu rõ ba nguyên tắc này rồi, liền biết hành vi của mình có phạm giới sát sanh hay không. Nếu tất cả hành vi trên không nằm trong ba nguyên tắc vừa mới nói, thì không gọi là sát sanh. Nhà Phật không chủ trương sát sanh, với mục đích hoằng dương tinh thần từ bi, sáng lập một thế giới hài hòa, hòa bình, tương thân tương ái, tôn kính lẫn nhau để cùng hưởng sự thịnh vượng chung. Do đó, chúng ta cần phải nắm rõ lời nói của Phật để không bị những suy nghĩ trên làm chao động. Thậm chí, ngày xưa, người xuất gia tu hành trên núi, ở những nơi hoang dã, phải vào rừng đốn cây làm củi, cuốc đất trồng trọt, đốn cây xây chòi lá để an thân hành đạo. Phật nói, mỗi thân cây mà cao hơn đầu người là có thần cây, tức quỷ thần, nương vào đó ở. Khi đốn cây, tức là chúng ta đã xâm chiếm chỗ ở của họ. Vậy phải làm sao? Phải vì họ tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện và cho họ biết trước 3 ngày. Sau 3 ngày, mình sẽ đến đốn cây, mời thần cây dời chỗ ở, đi nơi khác. Làm như vậy thì rất như pháp. Cũng vậy, nếu nhà chúng ta ở mà bị mối ăn, muốn xịt mối, chúng ta cũng thông báo cho những con mối biết trước 3 ngày. Chúng ta vì họ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng, mời họ dọn đi nơi khác. Chúng ta đã báo trước rồi, mà họ không chịu dọn đi, thì chúng ta không phải chịu trách nhiệm. Nếu trong 3 ngày mà họ dọn đi, xem như giải quyết xong vấn đề. Ngược lại, nếu không thông báo cho họ biết trước, thì chúng ta có tội lỗi. Nếu như chúng ta có tâm từ bi, cung kính, khi báo trước với họ, đôi lúc có sự cảm ứng rõ ràng, như trong văn sao của Ngài Ấn Quang có ghi lại. Lúc Ngài Ấn Quang sau 70 tuổi, phòng của Ngài ở có rẹp, có mũi. Kết quả ảnh hưởng sự cảm hóa của Ngài, toàn bộ những con này đều dọn đi nơi khác. Cho thấy, dù là động vật nhỏ, cũng có tánh linh, thậm chí còn có cảm ứng. Tóm lại, điều quan trọng là chúng ta phải lấy tâm chân thành, từ bi, đối xử với chúng. Qua đây, cho chúng ta biết, Phật Pháp thường nói, tâm sanh vạn pháp, rốt cuộc là tội lỗi hay là công đức, đều nằm trong một ý niệm của tâm chúng ta. Do đó, khi chúng ta gặp tai nạn, bệnh tật xảy đến, việc quan trọng nhất là chúng ta phải duy trì ý niệm thiện lành, tâm thiện lành của mình, mới có thể bình an mà vượt qua. Trở lại việc sát trùng dọn dẹp tẩy rửa, y dược có cần thiết hay không cũng vẫn cần thiết. Những thứ này là trợ duyên. Thế nhưng điều quan trọng hơn hết là phải tẩy rửa, sửa đổi từ trong tâm mới thực sự là cái nhân tốt để có quả tốt. Một khi có chánh nhân cộng thêm trợ duyên tốt lành thì bạn sẽ càng an toàn hơn. Nói theo danh từ y học là có hệ miễn dịch tốt. Nhà Phật gọi là tâm từ bi, tâm thanh tịnh. Cộng thêm phần trợ duyên là giữ gìn vệ sinh tốt, song dùng tâm tốt, hành vi tốt, tu giới định tuệ để hồi hướng.
giúp tất cả chúng sanh trên thế giới cầu phước, hy vọng bệnh dịch sớm được tiêu trừ, sớm vượt qua kiếp nạn này. Đồng thời cũng phải tự mình chăm sóc tốt cho chính mình, để khỏi làm phiền hay tổn hại đến người khác. Đây đều là cách làm viên mãn nhất. Lão Hòa Thượng luôn nhấn mạnh với chúng ta rằng, trong nạn dịch này, nhất định phải bình tĩnh, không hoảng sợ, giữ gìn tránh định, vì tâm thanh tịnh mới sanh trí tuệ. Có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Bệnh dịch này từ xưa đến nay thường hay xảy ra. Đây là loại nghiệp cảm, nghĩa là do ác nghiệp chiêu cảm. Hiểu rõ đạo lý này rồi, nếu gặp tai nạn, bệnh dịch, chúng ta phải tự nhắc nhở mình, phải tự tăng cường ý nghĩ tốt và tâm thiện lành cho mình, mới mong được bình an, thoát nạn. Đặc biệt, chúng ta hãy nhất tâm niệm Phật hồi hướng là điều vô cùng quan trọng. Đạo tràng chúng ta cũng rất chú trọng việc này, mặc dù hiện nay không thể cùng nhau cộng tu, nhưng hy vọng mọi người có thể thực hiện mục tiêu quy định 50.000 câu Phật hiệu trong một tuần. Nếu mọi người có thể đạt thành mục tiêu này, xong đem công đức hồi hướng thế giới, tiêu trừ mọi thứ tai nạn, tất cả chúng sanh được lìa khổ, đạt vui. Công đức này thật là vô cùng thù thắng. Lão Hòa Thượng cũng như Đại sư Ấn Quang đều dạy chúng ta cách thức tiêu trừ tai nạn, đó là ăn chay, bồi dưỡng tâm từ bi, sau đó nhất tâm niệm Phật. Đây chính là cách thức tiêu tai lánh nạn tốt nhất. Sau cùng, chúng ta nói đến việc con người vì sao bị mắc bệnh. Phật nói rất hay. Chính do trong tâm của chúng ta có bệnh độc, phiền não của tham, sân, si, ngã mạn. Đây là căn nguyên của bệnh độc, bên ngoài lại có vi khuẩn nên mới bị nhiễm lây. Nếu như trong tâm của ta thanh tịnh, cho dù gặp vi khuẩn bên ngoài cũng không bị lây nhiễm. Hiện nay chúng ta thường nói hệ miễn nhiễm. Hệ miễn nhiễm này chính là tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Tâm này có thể bài trừ mọi thứ bệnh độc. Bệnh độc gì vừa đến đều được hóa giải, trừ độc. Vì tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm. Chính vậy, Phật dạy chúng ta phải sửa đổi tâm tánh, thái độ của mình. Nhờ tâm từ bi thanh tịnh giúp chúng ta giải độc và được bình an. Với người niệm Phật, phương thức phòng dịch tốt nhất của chúng ta là cố gắng niệm Phật cho tốt. Chúng ta phải có niềm tin với Phật dạy, dứt trừ mọi thứ xấu ác, tu mọi thứ thiện lành, tâm thường trụ ở trong thanh tịnh, sẽ không bị lây nhiễm. Cho dù có bị nhiễm đi nữa, cũng không nên có một chút hoảng sợ nào. Chúng ta niệm A-di-đà Phật hoặc niệm Quan Thế Âm Bồ-Tát. Trung y thời xưa cổ ở Trung Quốc cũng từng nói, tất cả căn nguyên của mọi thứ bệnh là gì? Chính là hai chữ khí và hỏa. Khí là gì? Là nóng giận, lửa trong người nổi lên. Đây chính là căn nguyên của bệnh tật. Nếu chúng ta không giận, không nổi lửa trong lòng, cho dù có mắc bệnh, chỉ trong vòng 2-3 ngày liền hết, không có sao. Do đó, không nên hoảng hốt, lo sợ. Tuyệt đối, không nên có tâm thái oán trời, trách người. Cố gắng niệm Phật mới là điều quan trọng hơn hết. Đồng thời không quên giữ tâm từ bi thanh tịnh, chắc chắn sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tai nạn. Đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, lìa khổ đạt vui, tiêu tai miễn nạn. Hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực. Xin cảm tạ mọi người. A Di Đà Phật.